chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Một thông điệp chấn động từ vương quốc của Chúa đang đến vào ngày đặc biệt này, khi Chúa sẽ làm kinh ngạc toàn thế giới với một quyết định gây sốc. Vâng, còn cái yêu dấu của Chúa, nếu bạn chú ý kỹ đến những lời này thì bạn sẽ nhận ra rằng Chúa không xa vời. Thực tế Ngài đang đứng ngay bên cạnh bạn và nói chuyện với bạn qua thông điệp thần thánh này. Chúa đang hành động mạnh mẽ và ngày đó cuối cùng cũng đến khi gần một nửa trong 30% tổng dân số sẽ đối mặt với sự phán xét công bình của Chúa. Nếu bạn vẫn đang thắc mắc về phán xét này sẽ như thế nào và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao thì hãy ở lại đây và tiếp nhận những lời này với một tâm trí cảnh giác. Thánh Linh, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ sử dụng video này. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ chạm đến từng cá nhân đang chuẩn bị nghe lời của Ngài. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho họ và con cầu nguyện rằng ngay lúc này, sự hiện diện của Ngài sẽ đi qua màn hình. Gặp gỡ chúng con, gặp gỡ cá nhân này đúng nơi họ đang ở, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ, đây là điều mà tôi đã nghe Chúa nói với tôi cho nhiều tín đồ trung thành của Ngài. Tôi nghe Chúa nói, hãy nhìn xem, sự phán xét công bình của ta đang đến cho khoảng 2 tỷ người. Đức tin của ta đang đến với những người cần nó trong thời gian khó khăn này. Đừng nhìn lại những điều cũ và cách mọi thứ đã từng như thế nào. Hãy nhìn về phía trước với sự mong đợi rằng ta có thể tạo ra một tương lai tươi đẹp từ hiện tại kỳ lạ này. Ta có thể xoay chuyển mọi thứ như ta đã làm nhiều lần trong Kinh Thánh. Hãy đứng vững trong đức tin và chứng kiến khi ta làm cho mọi thứ diễn ra để đạt được chiến thắng và vì lẽ thật. Hãy mạnh mẽ vì thời gian đã đến để thế giới thấy rằng sự phán xét công bình của ta đang đến. Ta đã kiên nhẫn, ta đã mở rộng ân điển của mình, nhưng giờ đây giờ phút đền tội đã đến. Những hành động trong 6 tháng qua đã được cân nhắc trong máu, mỗi hành động tử tế, mỗi lời cầu nguyện, mỗi khoảnh khắc trung thành đều đã được ghi nhận. Đồng thời, mỗi hành động gian ác, mỗi khoảnh khắc phản loạn và mỗi lần từ chối tình yêu của ta đều đã được ghi lại. Đối với các tôi tớ trung thành của ta, ta nói rằng các con sẽ nhận được phước lành vượt mức, một vương miện công bình không bao giờ phai mờ. Đối với những ai đã quay lưng, đã ôm lấy lối sống thế gian, hãy nhận lấy lời cảnh báo này, hãy ăn năn vì thời gian ngắn ngủi. Sự phán xét của ta không nhằm kết tội mà là để gọi các con quay trở lại với ta. Nếu các con vẫn từ chối các dấu hiệu cảnh báo của ta, các con sẽ bị trừng phạt. Hỡi những người thân yêu của ta, ta sẽ đổ tràn Thánh Linh của ta trong những ngày cuối cùng này và các con sẽ thấy các dấu hiệu và kỳ diệu, phép lạ và sự chữa lành. Các con sẽ thấy quyền năng của ta được hiển thị theo những cách mà các con chưa bao giờ tưởng tượng. Đừng nghi ngờ, chỉ cần tin tưởng và chứng kiến những gì ta sẽ làm thông qua các con. Hãy sẵn sàng, hãy mong đợi và hãy tràn đầy Thánh Linh của ta, Chúa toàn năng tuyên bố như vậy. Hãy thích video này nếu các bạn sẵn sàng nhận được trái của các hành động của mình và đừng quên gõ tôi sẽ được thưởng. Nếu bạn tin rằng bạn là một trong những người sẽ được Chúa thưởng cho những hành động tốt và lòng trung thành của họ. Nhớ rằng, con cái của Chúa, Chúa trong sự khôn ngoan vô hạn và quyền uy của Ngài đã định ra một ngày khi sự phán xét công bình của Ngài sẽ được tiết lộ cho thế giới.
Đây không phải là một thông điệp để gây sợ hãi mà là để đánh thức trái tim của tất cả các tín đồ. Đối với gần 2 tỷ người, thời gian đã đến để đối mặt với hậu quả của các hành động của họ trong 6 tháng qua. Đây không phải là lời của tôi chỉ nói những gì Chúa đã nói với tôi. Những hạt giống đã gieo, dù tốt hay xấu, sẽ sinh hoa trái trong mùa này. Ngày đặc biệt này sẽ không giống bất kỳ ngày nào khác. Nó là một ngày được Chúa tự mình đánh dấu, một ngày khi cán cân công lý thần thánh sẽ cân bằng những hành động của nhân loại. 6 tháng qua đã là một giai đoạn hoạt động tâm linh đáng kể, một thời gian khi các tín đồ được kêu gọi để gieo hạt công bình và những kẻ lạc lối được trao cơ hội để ăn năn. Trong Kinh Thánh có viết: "Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không thể bị chế giễu, người nào gieo gì thì sẽ gặt nấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát, kẻ gieo cho thánh linh sẽ từ thánh linh mà gặt sự sống đời đời." Thánh Kinh này là nền tảng của thông điệp mà Chúa đang truyền tải hôm nay. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều là một hạt giống gieo xuống đất cho cõi vĩnh hằng, và giờ mùa thu hoạch đã đến. Như tôi đã nói trước đó, những lời này không dành cho tất cả mọi người mà cho gần 30% tổng dân số thế giới. Họ sẽ nhận được một câu trả lời đột ngột, một phần thưởng đột ngột, một phép lạ đột ngột, một đột phá đột ngột, một kết quả đột ngột, hoặc thậm chí là một sự trừng phạt đột ngột tùy theo các hành động của họ. Vâng, sự phán xét sắp tới không phải về số lượng, mà là về linh hồn. Mỗi trong số gần 2 tỷ người này đều có một câu chuyện, một hành trình và một định mệnh. Sự phán xét của Chúa không tùy tiện, nó chính xác và công bình. Chúa đang lục lọi trong trái tim của nam giới và nữ giới, phân chia lúa mì từ vỏ trấu, người công bình từ kẻ gian ác. Khi tôi nghe những lời này, tôi đã nổi da gà và sự hiện diện của Thánh Linh thật mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi tôi thực sự run rẩy. Ngay cả bây giờ, khi tôi đang nói những lời này, tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt lưỡi của tôi và cho phép tôi nói những gì họ muốn truyền đạt cho các bạn, cho tất cả trong số 2 tỷ người đó. Và ai biết được, sự phán xét sắp tới không phải về số lượng, mà là về linh hồn. Mỗi trong số gần 2 tỷ người này đều có một câu chuyện, một hành trình và một định mệnh. Sự phán xét của Chúa không tùy tiện, nó chính xác và công bình. Chúa đang lục lọi trong trái tim của nam giới và nữ giới, phân chia lúa mì từ vỏ trấu, người công bình từ kẻ gian ác. Khi tôi nghe những lời này, tôi đã nổi da gà và sự hiện diện của Thánh Linh thật mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi tôi thực sự run rẩy. Ngay cả bây giờ, khi tôi đang nói những lời này, tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt lưỡi của tôi và cho phép tôi nói những gì họ muốn truyền đạt cho các bạn, cho tất cả trong số 2 tỷ người đó. Đối với những ai nghe được thông điệp này, hãy chú ý, bạn có thể là một trong số 2 tỷ người đó. Tôi có thể là một trong số 2 tỷ người đó. Vâng, tất cả chúng ta đều có thể. Vì vậy, hãy xem xét lại trái tim và cuộc sống của bạn. Suy ngẫm về 6 tháng qua, bạn đã gieo gì? Hành động của bạn có làm vui lòng Chúa hay đã bị thúc đẩy bởi những ham muốn ích kỷ? Vẫn còn thời gian để ăn năn, để quay lại với Chúa, để tìm kiếm mặt Ngài và sự tha thứ của Ngài. Chúa đầy lòng thương xót và từ bi, chậm giận và giàu lòng yêu thương. Như trong Kinh Thánh khẳng định với chúng ta, Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài như một số người hiểu Cộng Hòa ậm trễ là gì. Thay vào đó, Ngài kiên nhẫn với các bạn, không muốn ai bị diệt vong mà muốn mọi người đều ăn năn. Vì vậy, hãy nhớ rằng, con kết của Chúa, sự phán xét của Ngài cũng là một biểu hiện của tình yêu của Ngài. Kinh Thánh cũng nói, vì Chúa kỷ luật những ai Ngài yêu thương, và Ngài trừng phạt mỗi người mà Ngài chấp nhận như con. Mục đích của sự phán xét của Chúa không phải để hủy diệt mà để thanh lọc, để đưa con cái Ngài trở lại với Ngài, để khôi phục công bình và công lý. Vì vậy, đừng sợ nếu bạn đã làm điều gì sai trong quá khứ,
bạn vẫn còn thời gian để ăn năn và thực sự hối hận về những hành động sai trái của mình. Tôi chắc chắn rằng Chúa trong lòng thương xót và ân điển vô hạn của Ngài sẽ chắc chắn tha thứ cho bạn. Vì vậy, hãy trung thành, hãy là ánh sáng trong bóng tối, là muối của đất. Hãy giảng tin mừng mạnh mẽ, yêu thương láng giềng hết mình và phục vụ với khiêm nhường. Hãy chia sẻ thông điệp này với mọi người có thể và yêu cầu họ chuẩn bị cho một kết quả đột ngột, cho một sự phán xét đột ngột. Mùa gặt thì phong phú, nhưng công nhân lại ít, vì vậy hãy đứng lên theo lời kêu gọi, đầy Thánh Linh, sẵn sàng làm công việc của Chúa. Vì vậy, nếu bạn chấp nhận những lời này, hãy cầu nguyện với tất cả lòng mình, lạy Cha trên trời. Chúng con đến trước Ngài hôm nay với trái tim đầy lòng kính sợ và kính trọng, thừa nhận quyền năng và sự công bình của Ngài. Chúng con đứng trên bờ của một khoảnh khắc quan trọng, khi chúng con đã nghe lời của Ngài, một thời gian khi sự phán xét công bình của Ngài sẽ được tiết lộ cho thế giới. Chúng con khiêm nhường tìm kiếm sự hiện diện và sự hướng dẫn của Ngài khi chúng con đi qua mùa này với ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Lạy Chúa, chúng con được nhắc nhở rằng sự phán xét của Ngài vừa công bình vừa chính xác. Ngài thấy mọi thứ, biết mọi thứ và hiểu những góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim chúng con, không có gì ẩn giấu trước Ngài. Khi chúng con suy ngẫm về 6 tháng qua, chúng con nhận ra rằng mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói và mỗi hành động đều là một hạt giống được gieo vào đất của cõi vĩnh hằng. Hôm nay, chúng con xin lòng thương xót và ân điển của Ngài khi chúng con chuẩn bị gặt hái mùa thu hoạch từ những hành động của chúng con. Cha ơi, đối với những ai đã đi trong đường lối của Ngài, đã gieo những hạt giống của sự công bình, yêu thương và lòng tốt, chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ đổ tràn phước lành của Ngài lên họ. Hãy củng cố trái tim họ, khẳng định đức tin của họ và cho họ thấy trái của công lao của họ theo những cách tôn vinh danh Ngài. Nguyện cuộc sống của họ là một minh chứng cho sự tốt lành và trung thành của Ngài. Lạy Cha, đối với những ai đã lạc lối khỏi con đường của Ngài, đã gieo những hạt giống của sự bất hòa, phản loạn và tội lỗi, chúng con cầu xin lòng thương xót của Ngài. Trái tim của Ngài luôn hướng về sự tha thứ và sự cứu chuộc. Chúng con xin Ngài chạm vào trái tim họ, mở mắt họ để nhìn thấy sự thật của Ngài và kéo họ trở lại với Ngài. Hãy để họ trải nghiệm sức mạnh biến đổi của ân điển Ngài và tìm thấy con đường trở lại với vòng tay yêu thương của Ngài. Thánh Linh, chúng con mời Ngài hành động mạnh mẽ trong giữa chúng con, chạm vào từng trái tim nghe được thông điệp này, làm cho họ nhận thức, an ủi và hướng dẫn chúng con theo ý muốn hoàn hảo của Ngài. Giúp chúng con cảnh giác và phân biệt, đứng vững trước những mưu đồ của kẻ thù và đi trong sự trọn vẹn của quyền năng và tình yêu của Ngài. Lạy Chúa, chúng con nâng lên gia đình, cộng đồng và quốc gia của chúng con lên trước Ngài. Chúng con xin sự bảo vệ của Ngài chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù, củng cố các mối quan hệ của chúng con, hàn gắn những rạn nứt và phục hồi những gì đã bị đổ vỡ. Hãy để tình yêu của Ngài ngự trị trong trái tim và nhà của chúng con, mang lại sự đoàn kết, hòa bình và sự hiểu biết. Khi chúng con đối mặt với những ngày tới, hãy giúp chúng con luôn ghi nhớ sự hiện diện của Ngài. Ngài là nơi nương tựa và sức mạnh của chúng con, một sự trợ giúp luôn hiện hữu trong lúc gặp khó khăn. Chúng con đặt niềm tin vào Ngài, biết rằng Ngài ở cùng chúng con, dẫn dắt và duy trì chúng con. Hãy lấp đầy chúng con với sự bình an của Ngài vượt trên mọi sự hiểu biết và hãy để niềm vui của Ngài là sức mạnh của chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu không bao giờ thay đổi, lòng thương xót vô biên và sự thật không thể lay chuyển của Ngài. Chúng con cầu nguyện rằng sự phán xét công bình của Ngài sẽ mang lại sự phục hưng, sự quay trở lại của trái tim về phía Ngài và một cam kết sâu sắc hơn để đi trong đường lối của Ngài. Nguyện vương quốc của Ngài đến và ý muốn của Ngài được thực hiện trên đất như ở trên trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng và quý báu, con cầu nguyện. Amen. Cuối cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa.
Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.